Bước 1. Điều chỉnh config. Các bạn vào thư mục cài đặt game. Mở file config và điều chỉnh hai dòng này. Thay đổi từ 0 thành 1. Và lưu lại. Bước 2. Tải mod. Để tải mod, các bạn vào workshop. Sau đó tìm tên mod. Nhấp vào nút đăng ký. Kích hoạt mod và xác nhận thay đổi. Bước 3. Điều chỉnh nút điều khiển. Các bạn vào cài đặt, nút điều khiển, thay đổi phím tắt cho 3 dòng này để tránh trùng phím tắt của mod. Bước 4. Kích hoạt lệnh của mod. Các bạn bấm nút này trên bàn phím để mở bảng lệnh, sau đó nhập vào dòng lệnh này. Lưu ý mỗi khi chạy game, để sử dụng được mod thì các bạn luôn phải nhập lệnh này. Bước 5. Các nút điều khiển. Phím 0. Bật chế độ bay. Phím 3, 4, 5, 6, 8, 9 để di chuyển khi bay. Dùng con lăn chuột để điều chỉnh tốc độ bay. Phím 7, kích hoạt màn hình nhỏ góc trên bên trái. Đây là góc nhìn phía trước xe, giúp ta có thể lái xe đúng hướng. Phím 1, kích hoạt để chọn đối tượng. Chọn xong bấm một lần nữa để tắt. Phím chấm hoặc đeo, phím này kích hoạt khóa vị trí, chỉ xoay camera theo xe đang chạy. Phím delete để tắt hoặc mở màn hình nhỏ bên góc trái. Phím 0, kích hoạt góc quay bay theo xe. Kết hợp cùng lúc, phím 0 và phím chấm. Ở chế độ sử dụng hai phím này thì chúng ta không thể quay tự do được. Chỉ có thể nhìn sang trái, phải, trên, dưới. Gần, xa. Phím Enter, chức năng cũng giống khi bật cùng lúc hai phím 0 và phím chấm. Nhưng khác một chỗ là bạn có thể thay đổi góc nhìn và di chuyển tự do. Phím trừ zoom lại gần, phím cộng zoom ra xa, phím nhân để reset lại ban đầu. Phím bay up, bay down để xoay vòng, giữ càng lâu thì xoay càng nhanh. Phím home để dừng lại một cách từ từ. Phím end để về vị trí ban đầu. Các bạn cũng có thể chọn đối tượng khác như các xe đang chạy trên đường. Vậy là xong, cũng đơn giản phải không các bạn? Chúc thành công!